Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi thực hiện cái bài giảng online để được gửi tới cho các em. Trước hết, cô xin tự giới thiệu. Cô là Phạm Thị Hồng Vân, được giao trách nhiệm giảng dạy môn phân tích và đầu tư chứng khoán tại lớp chúng ta. Cô trò mình hôm nay sẽ thực hiện một cái phương pháp giảng dạy mới, đó là giảng dạy online. Với bất kỳ một hình thức nào mới thì sẽ có những cái sự bỡ ngỡ, chưa quen ban đầu. Tuy nhiên, cô hy vọng rằng với sự nỗ lực của tất cả sinh viên chúng ta thì các em sẽ đạt kết quả tốt và dần làm quen với cái hình thức giảng dạy online. Trong quá trình học, các em có bất kỳ câu hỏi gì, có bất kỳ thắc mắc gì, các em có thể gửi cho cô câu hỏi thắc mắc qua địa chỉ email vinpth@vimaru.edu.vn. Cô sẽ gửi tới các em cái đường link bài giảng này thông qua địa chỉ email của mình. Và khi có câu hỏi, các em có thể reply lại theo cái địa chỉ email đó. Hy vọng rằng các em sẽ đạt được những cái kết quả cao, những cái đạt được những cái mục tiêu của môn học. Trước khi vào phần bài giảng của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về cái môn học này, xem những cái mục tiêu, cách đánh giá và cái nội dung môn học bao gồm những nội dung gì. Về mục tiêu của môn học, chúng ta sẽ hướng tới 5 mục tiêu. Trong đó, mục tiêu đầu tiên là thông qua môn học này sẽ cung cấp cho các em những cái kiến thức, lý luận chung và chuyên sâu về phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thứ hai là các em hiểu và áp dụng được các kỹ năng. Cụ thể ở đây là kỹ năng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và kỹ năng định giá chứng khoán. Và cũng môn học này sẽ giúp các em hiểu và áp dụng được các chiến lược đầu tư chứng khoán, từ đó có những cái cách thức xây dựng những cái danh mục đầu tư chứng khoán. Đấy chính là 5 mục tiêu cơ bản của môn học. Vậy hình thức đánh giá của môn học này như thế nào? Về cách đánh giá của môn học thì như các môn học khác, chúng ta cũng sẽ có hai đầu điểm X và Y. Với điểm X, chúng ta sẽ có 4 cấu phần. Thứ nhất là điểm chuyên cần, đánh giá ý thức học tập của các em chiếm 5%. Chúng ta có 2 bài kiểm tra định kỳ chiếm 30%, 1 bài thuyết trình nhóm chiếm 15%, và điểm Y của chúng ta sẽ chiếm 50%. Vậy để đạt được cái mục tiêu môn học thì bao gồm những chương nào? Chúng ta sẽ bao gồm 7 chương. Trong đó, chương 1 sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản trong phân tích và đầu tư chứng khoán. Chương 2, chương 3, chương 4 sẽ tập trung phân tích và định giá các chứng khoán. Cụ thể ở đây là trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh. Chương 5 dành để giới thiệu về các phương pháp phân tích kỹ thuật. Chương 6 sẽ trình bày các chiến lược đầu tư chứng khoán. Và chương 7, chương cuối cùng là xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Đây là toàn bộ nội dung của môn học này. Và các em nên nhớ là các em phải nhớ những cái đề mục chương. Đấy chính là một cách tóm tắt cái nội dung của môn học để cho chúng ta dễ khắc sâu kiến thức. Giáo trình mà chúng ta sử dụng chính là giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị Kim Yến, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách này được nhà xuất bản Thống kê xuất bản vào năm 2008. Quyển sách này là khá là dễ đọc, dễ tiếp cận và dễ hiểu. Tài liệu ngoài cái giáo trình ra thì các em có thể sử dụng cái tài liệu tham khảo là 2 quyển. Quyển thứ nhất là giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nam và Tiến sĩ Hoàng Văn Quỳnh của Học viện Tài chính, xuất bản năm 2009. Quyển thứ hai là giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Huệ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đăng Khâm của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016. Trên đây là đôi nét sơ qua về môn học. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chương đầu tiên. Chương 1, những vấn đề cơ bản trong phân tích đầu tư chứng khoán. Nội dung chương 1 của chúng ta sẽ có 2 nội dung lớn, đó là tổng quan đầu tư chứng khoán. Thứ hai là phân tích chứng khoán. Thì với cái nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ có 2 mục lớn.
Mục đầu tiên sẽ là tổng quan về chứng khoán, giới thiệu chung về chứng khoán, và sau đó là gì ạ? Đầu tư chứng khoán, lựa chọn chứng khoán như thế nào. Với nội dung thứ hai là phân tích chứng khoán, thì chúng ta cũng sẽ có những cái lý luận chung về phân tích chứng khoán, hay gọi là tổng quan về phân tích chứng khoán. Sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung phân tích chứng khoán. Buổi hôm nay chúng ta sẽ dành để nói về nội dung đầu tiên, đó là tổng quan đầu tư chứng khoán. Trước khi đi vào nội dung đầu tiên của chương 1, thì cô muốn nhắc lại một chút kiến thức với các em. Chắc hẳn khi nói đến môn phân tích và đầu tư chứng khoán thì các em đã liên tưởng tới những kiến thức mà các em đã học trong những kỳ trước. Và cái môn mà dễ liên tưởng gần nhất, liên tưởng ngay tới rằng là sẽ có một cái gì liên hệ với môn phân tích đầu tư chứng khoán, đó là môn gì ạ? Đó là môn thị trường chứng khoán, các em đã học ở trong kỳ thứ tư, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng nhau nhắc lại một chút kiến thức về thị trường chứng khoán. Vậy thị trường chứng khoán là gì? Còn nhớ không ạ? Vậy trước hết nhìn lên sơ đồ thì các em sẽ thấy là gì? Chúng ta có thị trường tài chính. Trong thị trường tài chính chúng ta có thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Thị trường tiền tệ là gì ạ? Là nơi giao dịch các công cụ tài chính ngắn hạn. Còn thị trường vốn là gì ạ? Thị trường vốn là nơi giao dịch các công cụ tài chính chung và dài hạn. Vậy trong thị trường vốn sẽ có thị trường tín dụng chung dài hạn, thị trường cầm cố và thị trường chứng khoán. Vậy trước hết chúng ta thấy là gì ạ? Thị trường chứng khoán là nằm ở trong thị trường vốn. Vậy thị trường chứng khoán hiểu như thế nào? Bây giờ cứ nói đến thị trường là chúng ta hiểu một cách nôm na nhất, đấy là thị trường là nơi diễn ra mua bán, trao đổi, đúng không ạ? Các giao dịch mua bán, trao đổi thì người ta gọi là đấy là thị trường. Vậy thị trường chứng khoán hiểu đơn giản đấy chính là gì ạ? Nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các loại chứng khoán. Vậy thị trường chứng khoán có đặc điểm gì? Đầu tiên chúng ta thấy thị trường chứng khoán đấy chính là nơi để trao đổi vốn trực tiếp, đúng không ạ? Cung cấp và huy động vốn trực tiếp từ người có vốn nhàn rỗi sang người có nhu cầu vốn trực tiếp tham gia trên thị trường. Vậy cô xin hỏi các em, nếu bây giờ cô cần vốn, cô đến ngân hàng vay, thì đấy có phải là hình thức cung cấp vốn trực tiếp không? Câu trả lời sẽ là gì ạ? Không, đúng không ạ? Vì ngân hàng cũng đóng vai trò là một trung gian tài chính thôi. Chỉ là gì ạ? Là nơi mà huy động vốn từ những người có tiền nhàn rỗi đến gửi tiết kiệm. Và sau đó là gì ạ? Là cung cấp đến những nơi mà thiếu vốn đến ngân hàng vay. Vậy thì đấy là gì ạ? Là trung gian tài chính. Còn đối với thị trường chứng khoán của chúng ta, đấy là kênh cung cấp trực tiếp, nơi gặp gỡ trực tiếp của người thiếu vốn và người thừa vốn. Thứ hai, thị trường chứng khoán được coi như là gần như là một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Vậy nhớ lại cái khái niệm cạnh tranh hoàn hảo là gì? Là ở đó làm sao ạ? Giá cả được hình thành trên quan hệ cung cầu. Thì ở đây cũng như vậy. Thứ ba là thị trường chứng khoán gắn với các hình thức tài chính cả ngắn hạn lẫn dài hạn, đúng không ạ? Ngắn hạn là sao ạ? Bởi vì có những chứng khoán chuẩn bị đến hạn và dưới một năm. Chức năng của thị trường chứng khoán là gì? Ở đây chúng ta thấy thị trường chứng khoán có 3 chức năng. Chức năng đầu tiên là kênh huy động vốn và phân bổ vốn, nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng không ạ? Đây là một chức năng quan trọng nhất của thị trường chứng khoán, cung cấp vốn, điều chuyển vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Thứ hai là công cụ để ổn định kinh tế vĩ mô. Và thông qua thị trường chứng khoán, chính phủ có thể thực thi các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tài chính, tiền tệ để ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát. Và cũng thông qua thị trường tài chính ấy, thì sẽ giúp các thông tin sẽ được minh bạch và công khai hơn. Các chuẩn mực kế toán, kiểm soát quản trị công ty sẽ được nâng cao hơn. Thứ ba là
thị trường tài chính sẽ cung cấp khả năng thanh khoản cho các loại chứng khoán. Nhờ có thị trường chứng khoán, có nơi giao dịch diễn ra mà các loại chứng khoán có thể là gì ạ? Dễ dàng mua bán, trao đổi hơn. Về cơ cấu của thị trường chứng khoán, thì có bạn nào còn nhớ cơ cấu của thị trường chứng khoán không ạ? Hay cấu trúc của thị trường chứng khoán không ạ? Thị trường chứng khoán được chia dựa trên những cái căn cứ khác nhau, đúng không ạ? Cái căn cứ đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó là căn cứ vào tính chất luân chuyển vốn. Căn cứ vào tính chất luân chuyển vốn thì người ta chia thị trường chứng khoán thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp là gì ạ? Đấy là thị trường lần đầu tiên chứng khoán được chào bán và huy động vốn mới do tổ chức phát hành. Lần đầu tiên phát hành ra thì đấy là thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp, đúng không ạ? Hay còn gọi là thị trường cấp 2, đó là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Cái căn cứ phân chia thứ hai đó là căn cứ vào phương thức giao dịch. Thì chúng ta có thị trường xác định theo giá lệnh và thị trường xác định theo giá niêm yết. Thị trường xác định theo giá lệnh là bên mua và bên bán chuyển lệnh của họ thông qua môi giới để đưa các lệnh vào một nơi tập trung. Tại đây các lệnh sẽ được so khớp với nhau và giao dịch sẽ được thực hiện. Thế còn thị trường theo giá yết là gì ạ? Thị trường theo giá yết là ở đó các trung gian thị trường như các nhà tạo lập thị trường hoặc các nhà kinh doanh sẽ yết các giá để trên cơ sở đó các chủ thể tham gia thị trường sẽ thực hiện giao dịch. Cái căn cứ thứ ba mà chúng ta có thể phân chia thị trường chứng khoán đó là vào hình thức tổ chức. Người ta chia làm sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC là viết tắt của chữ Over the Counter. Vậy sở giao dịch là gì ạ? Sở giao dịch chứng khoán là các địa điểm giao dịch tập trung, tại đó các công cụ tài chính được giao dịch. Các công cụ tài chính giao dịch phải là những công cụ đã được niêm yết bởi sở giao dịch chứng khoán. Còn thị trường OTC là gì ạ? Là thị trường giao dịch các công cụ tài chính không niêm yết, đúng không ạ? Bởi vì ví dụ như đối với cổ phiếu ấy, thì chúng ta đã cũng sẽ có những cái cổ phiếu đã được niêm yết và những cổ phiếu không được niêm yết. Cái căn cứ thứ tư mà chúng ta có thể phân loại thị trường chứng khoán đó là theo thời gian thanh toán. Thì chúng ta sẽ có thị trường giao ngay và thị trường phái sinh. Đúng không? Thị trường giao ngay là thị trường thực hiện các giao dịch mua và bán các công cụ tài chính ngay khi giao dịch. Còn thị trường phái sinh sẽ là gì ạ? Thực hiện các giao dịch mua và bán theo thời gian ký kết trên hợp đồng. Đúng không? Hoặc là theo cái đặc tính của từng loại hợp đồng khác nhau. Vậy về chủ thể giao dịch trên thị trường chứng khoán thì sẽ có những ai tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán ạ? Các em còn nhớ không? Đầu tiên chúng ta thấy là gì ạ? Giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ là các hộ gia đình, đúng không ạ? Các hộ gia đình khi có vốn trên, có vốn nhàn rỗi thì sẽ đem lên thị trường chứng khoán để đầu tư. Thứ hai là gì ạ? Chính phủ và chính quyền địa phương. Chính phủ và chính quyền địa phương có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán để làm gì ạ? Phát hành các loại trái phiếu. Hoặc cũng là gì ạ? Tham gia trên thị trường chứng khoán để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thứ ba là các doanh nghiệp. Thì ở đây chúng ta có là gì ạ? Các doanh nghiệp cả là các định chế tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty quản lý tài sản hoặc là các gì ạ? Các công ty phi tài chính, chính là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thứ tư là chúng ta có các tổ chức phi lợi nhuận. Đối với tổ chức phi lợi nhuận ấy, thì mục tiêu của họ không phải là kinh doanh để tạo ra lợi nhuận mà mục tiêu của họ là có thể là những gì ạ? Các hoạt động từ thiện, các hoạt động hỗ trợ. Tuy nhiên là khi mà có vốn nhàn rỗi, họ có thể tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán để tăng cái phần vốn của họ và từ đó họ sử dụng vào những cái mục đích từ thiện. Tiếp theo là các nhà đầu tư nước ngoài. Thì các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường chứng khoán để gì ạ? Tìm kiếm lợi nhuận. Tiếp theo nữa là các
công ty, các cơ quan quản lý và giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán tham gia để làm sao đạt để ổn định thị trường chứng khoán. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức liên quan khác. Trên đây là chúng ta đã nhắc lại những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán. Bây giờ đã các em đã thấy là gì ạ? Chúng ta có sự gợi mở một chút rồi, đúng không ạ? Về những cái kiến thức cơ bản, đã nhớ lại một chút về những cái kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên của chương 1. Đấy chính là tổng quan đầu tư chứng khoán. Trước hết, chúng ta sẽ xem xét tổng quan về chứng khoán. Vậy nhớ lại khái niệm về chứng khoán. Chứng khoán là gì ạ? Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Đúng không ạ? Đây là gì ạ? Xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu. Nhớ giúp cô nhé. Cái nhấn mạnh và cái cụm từ đó. Vậy thì xuất phát từ cái khái niệm này thì chúng ta thấy chứng khoán có những cái đặc điểm cơ bản gì? Đúng không ạ? Vậy xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp. Quyền và lợi ích hợp pháp ở đây cụ thể là cái gì ạ? Trước hết đó là gì ạ? Quyền sở hữu. Quyền sở hữu thì thông thường đối với chứng khoán vốn. Có nhớ chứng khoán vốn là gì không ạ? Chứng khoán vốn chính là gì ạ? Là những cái chứng khoán mà chứng nhận cái quyền tham gia góp vốn của người chủ sở hữu đấy ạ. Thì thông thường ở đây là gì ạ? Liên quan đến cổ phiếu, đúng không ạ? Để chứng nhận cái quyền mà tham gia góp vốn của tôi vào doanh nghiệp. Thì cái người sở hữu đó, người mà chủ cái chứng khoán đó thì sẽ có là gì ạ? Quyền sở hữu đối với cái công ty. Thứ hai là quyền chủ nợ. Quyền chủ nợ ở đây là chủ yếu đối với chứng khoán nợ. Mà chứng khoán nợ ở đây chúng ta nói đến là chúng ta nên tưởng ngay tới gì ạ? Là trái phiếu, đúng không ạ? Là đây xác nhận gì ạ? Quyền chủ nợ của người sở hữu chứng khoán đó. Thứ ba là quyền về tài chính có liên quan đến chứng khoán. Ở đây chủ yếu là các chứng khoán phái sinh, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ học ở trong chương 4. Ngoài ra thì chúng ta thấy là chứng khoán cũng có 3 thuộc tính cơ bản. Đấy là những thuộc tính gì? Đó chính là gì ạ? Thuộc tính sinh lời. Khi mà đầu tư vào chứng khoán thì bao giờ cái kỳ vọng của chúng ta cũng là gì ạ? Đem lại lợi nhuận. Mà lợi nhuận càng cao thì càng tốt. Nhưng bên cạnh cái lợi nhuận cao đấy thì là gì ạ? Sẽ là rủi ro cao. Vậy thì cái đặc tính thứ hai sẽ là tính rủi ro. Và thứ ba sẽ là tính thanh khoản. Tính thanh khoản ở đây là gì ạ? Có thể mua bán lại các chứng khoán đã được đầu tư. Vậy chúng ta có những loại chứng khoán gì? Ở đây thì chúng ta sẽ có 4 loại chứng khoán cơ bản. Đó là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và chứng khoán phái sinh. Là chúng ta xem xét cổ phiếu. Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu đấy chính là gì ạ? Chứng nhận phần sở hữu cổ phần của cổ đông. Đúng không ạ? Đấy, đặc điểm của cổ phiếu là gì? Cổ phiếu thì dường như là đã quá rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Và cô tin rằng là khi học thị trường chứng khoán thì các em cũng đã nghiên cứu qua các loại chứng khoán này. Vậy thì phần này thì chúng ta sẽ đi nhanh nhé. Vậy thì cổ phiếu có những đặc điểm gì ạ? Thứ nhất là nó không có thời hạn cụ thể, đúng không ạ? Nó sẽ tồn tại cùng với sự tồn tại của công ty. Đến tận khi nào mà cái doanh nghiệp đó phá sản, giải thể hay là thanh lý, đúng không ạ? Quyền lợi và lợi ích phụ thuộc vào từng loại cổ phiếu nhất định. Có loại cổ phiếu thì ví dụ như cổ phiếu thông thường thì sẽ phải phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Cổ phiếu ưu đãi thì có thể là gì ạ? Phụ thuộc vào cái thỏa thuận ngay từ ban đầu, đúng không ạ? Cái tỷ lệ lợi suất mà ban đầu của cái cổ phiếu đó. Thì đây là phụ thuộc vào từng loại cổ phiếu nhất định. Thứ hai là cổ phiếu thì thường được thanh toán sau các nhà đầu tư khác. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, thanh lý, phá sản thì thông thường các nhà đầu tư sẽ được nhận cái phần lợi nhuận được thanh toán là sau cùng. Phân loại thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Phân loại theo quyền lợi cổ đông, theo hình thức góp vốn, theo quyền tham gia biểu quyết. Thứ hai là trái phiếu.
Trái phiếu là gì ạ? Nếu mà cổ phiếu thì là chứng nhận cái quyền sở hữu của cổ đông, thì trái phiếu ở đây là gì ạ? Là chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành phải hoàn trả cho người sở hữu chứng khoán tiền gốc và tiền lãi đến khi đến hạn. Đối với cổ phiếu thì người phát hành có phải hoàn trả đúng không ạ? Hoàn trả cho người chủ sở hữu chứng sở hữu tiền lãi và tiền gốc không? Không đúng không ạ? Ở đây đối với trái phiếu, đấy nó chính là chứng khoán nợ, thì người phát hành sẽ phải trả cho người sở hữu khoản tiền gốc và lãi khi đến hạn. Từ cái khái niệm chúng ta đã thấy là gì ạ? Trái phiếu và cổ phiếu là khác nhau rồi. Vậy khác nhau như thế nào? Trước hết là trái phiếu có thời gian cụ thể, nghĩa là nó có đến ngày đáo hạn. Thứ hai là nó sẽ được hưởng lợi tức không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, mà ở đây có tỷ suất lợi nhuận rõ ràng khi anh phát hành trái phiếu. Thứ ba là được thanh toán trước cổ phiếu nếu công ty thanh lý và giải thể. Tức là nếu công ty có phá sản hay thanh lý giải thể thì cái phần đầu tiên sẽ phải thanh toán cho trái phiếu trước, cổ phiếu phải là sau. Đúng không ạ? Phân loại thì chúng ta sẽ có theo tính chất chuyển nhượng, theo hình thức có vốn, theo phương thức trả lãi và theo chủ thể phát hành. Do đó là có rất nhiều loại hình trái phiếu khác nhau. Thứ ba là chứng chỉ quỹ đầu tư. Cái này thì loại chứng khoán này thì nghe chừng là có vẻ mới hơn với chúng ta so với cổ phiếu và trái phiếu đúng không ạ? Vậy thì chứng chỉ quỹ đầu tư là gì? Chứng chỉ quỹ đầu tư chính là những chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của người đầu tư đối với phần vốn góp của mình vào quỹ đầu tư, đúng không ạ? Thì khi mà anh góp vốn vào quỹ đầu tư thì anh sẽ có chứng chỉ quỹ đầu tư để chứng nhận cái quyền sở hữu của mình. Chứng chỉ quỹ đầu tư có đặc điểm gì? Ở đây là chứng chỉ quỹ đầu tư là sẽ không có quyền tham gia quyết định vào quỹ đầu tư. Mặc dù anh đầu tư nhưng mà anh không có quyền tham gia quyết định, mà ở đây là sẽ ủy thác cho một cái công ty quản lý quỹ để chọn lựa những cái nơi đầu tư. Thứ hai là quỹ không có tư cách pháp nhân mà được quản lý thông qua công ty quản lý quỹ. Giá chứng chỉ sẽ phụ thuộc vào giá trị tài sản ròng quỹ. Nếu mà quỹ làm ăn phát đạt, tăng giá trị tài sản ròng thì lúc đó giá của chứng chỉ sẽ tăng lên, còn ngược lại thì giá của chứng chỉ sẽ giảm xuống. Về phân loại chứng chỉ quỹ thì chúng ta sẽ có quỹ mở và quỹ đóng. Quỹ mở nghĩa là gì ạ? Là người ta có thể phát hành liên tục các chứng chỉ khi nhà đầu tư có nhu cầu mua, và bản thân là quỹ phát hành sẽ sẵn sàng mua lại khi nhà đầu tư có nhu cầu bán. Còn đối với quỹ đóng ấy thì nó chỉ phát hành một số lượng nhất định thôi, và quỹ không có nghĩa vụ phải mua lại chứng chỉ quỹ. Đấy chính là chứng chỉ quỹ đầu tư. Về chứng khoán phái sinh thì chứng khoán phái sinh chính là những tài sản tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị hoặc mức độ sinh lời của một tài sản, được gọi là tài sản tham chiếu hay là tài sản cơ sở. Thì ở đây chúng ta thấy chứng khoán phái sinh sẽ có những cái sản phẩm gì ạ? Đó là quyền mua cổ phần này, chứng quyền này, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hay hợp đồng hoán đổi. Và cái tài sản tham chiếu hay cái tài sản cơ sở đấy thì chính là gì ạ? Cái loại cổ phiếu hay loại chứng khoán mà chúng ta có cái hợp đồng kỳ hạn đó. Đúng không ạ? Thì đấy chính là tài sản tài chính phái chính là chứng khoán phái sinh. Thế mục đích đầu tư của chứng khoán phái sinh là gì? Thì trước đây thì người ta đầu tư vào chứng khoán phái sinh chủ yếu là để gì ạ? Phòng hộ rủi ro, giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên hiện nay thì có một số nhà đầu tư mạo hiểm họ cũng tham gia đầu tư vào chứng khoán phái sinh với kỳ vọng là đem lại cái lợi nhuận lớn. Đây là một dạng đầu tư rủi ro. Thì chúng ta cũng đã vừa xem qua cái phần gọi là tổng quan về chứng khoán, chúng ta đã nghiên cứu về khái niệm chứng khoán, đặc điểm của chứng khoán cũng như là các loại chứng khoán. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là đầu tư chứng khoán. Vậy trước khi đi vào phân tích đầu tư chứng khoán, lựa chọn chứng khoán đúng không ạ,
thì chúng ta sẽ nhắc lại một số cái khái niệm cơ bản về giá trị dòng tiền mà chúng ta đã học trong môn toán tài chính. Vậy thì trước hết xin hỏi các em, lãi đơn là gì? Lãi đơn là gì ạ? Lãi đơn là chúng ta chỉ tính lãi trên cái phần gì ạ? Tiền gốc gửi vào mà không tính lãi trên tiền lãi sinh ra. Ví dụ tôi gửi 1 triệu vào kỳ hạn 1 năm thì đến cái cuối năm đó tôi chỉ tính lãi trên là gì ạ? 1 triệu thôi, tôi không tính lãi trên tiền lãi, đúng không? Thế còn lãi kép thì sao? Lãi kép là số tiền lãi sinh ra trên cả tiền gốc và tiền lãi, hay nói cách khác là gì ạ? Lãi đẻ ra lãi đấy ạ. Ví dụ tôi gửi tiền tiết kiệm vào với kỳ hạn là 1 năm, đúng không ạ? Nhưng đến 1 năm, cuối 1 năm tôi không rút ra, mà đến cuối năm thứ 3 tôi mới rút ra, thì cái tiền lãi cuối năm thứ nhất và cuối năm thứ 2 là phải tính lãi lãi cho tôi, thì đấy gọi là lãi kép. Còn giá trị tương lai của dòng tiền ạ, có nhớ không ạ? Giá trị tương lai dòng tiền là gì? Chúng ta thấy là trong dân đầu tư thì luôn luôn là nói là gì ạ? Tiền đẻ ra tiền. Và đồng tiền của ngày mai thì khác đồng tiền của ngày hôm nay, nó sẽ có giá trị lớn hơn. Vậy nghĩa là gì ạ? Đồng tiền trong tương lai sẽ cao hơn. Nếu nhìn lên trên cái bảng này thì chúng ta thấy là gì ạ? Nếu chúng ta đặt 1 triệu vào năm thứ nhất thì đến cuối năm thứ năm cái giá trị tiền của chúng ta sẽ là 1.464.000. Nếu ta đặt tiền vào năm thứ hai và cuối năm thứ năm, chúng ta sẽ có giá trị tiền là 1.331.000. Nghĩa là đến cái thời điểm năm thứ năm, cái dòng tiền đã lớn hơn cái thời điểm năm thứ nhất và năm thứ hai. Đây là với lãi suất là chúng ta đang tính tỷ lệ là 10%. Vậy thì khái quát lên, chúng ta sẽ có một cái công thức là FV future value sẽ bằng CF nhân với cả tổng của 1 cộng Y mũ N chia T. Trong đó CF là cash flow, nghĩa là dòng tiền sẽ vào từng cái thời kỳ một hay từng cái khoảng thời gian một. Y chính là lãi suất, T chính là thời gian, đúng không ạ, mà chúng ta đưa vào. Và N thì chính là cái thời gian mà cái điểm cuối chúng ta xác định. Ở đây tương đương với cả là gì ạ? T là cái khoảng thời gian 1, 2, 3, 4, 5. Còn N chính là bằng 5 ấy. Vậy thì đấy là giá trị tương lai của dòng tiền. Vậy liệu dòng tiền có giá trị hiện tại không ạ? Nghĩa là chúng ta bây giờ biết là trong 7 năm nữa tôi sẽ có 1 triệu đô. Vậy thì cái 1 triệu đô của 7 năm sau đấy thì sẽ tương đương với cả cái bao nhiêu tiền tại cái thời điểm hiện tại. Thì lúc này chúng ta sẽ có một công thức tính là present value sẽ bằng tổng CF nhân với 1 cộng trên 1 cộng Y mũ T. Và trong đó CF cũng là cái dòng tiền vào từng cái thời kỳ một. Y là lãi suất, T là thời gian, đúng không ạ? Thời gian của cái dòng tiền đi vào, và N là cái điểm tiền xác định của cái dòng tiền trong thời gian trong tương lai. Đấy là những cái khái niệm cơ bản mà chúng ta đã học ở trong môn toán tài chính, và chính là những cái khái niệm này sẽ giúp các nhà đầu tư tính toán được khi đầu tư vào một chứng khoán thì trong tương lai chúng ta sẽ có cái dòng tiền, chúng ta sẽ có một cái khoản thu như thế nào, đúng không ạ? Hay là nếu giả sử trong tương lai cái chứng khoán giá của nó là x gì thì quy đổi về hiện tại nó sẽ là bao nhiêu, để từ đó chúng ta có thể xác định được những cái tỷ suất sinh lời và so sánh với những cái hình thức đầu tư khác, từ đó chúng ta sẽ lựa chọn cái hình thức đầu tư hiệu quả nhất. Vậy trong chứng khoán thì dựa vào đâu chúng ta sẽ có thể lựa chọn được chứng khoán đầu tư? Vậy theo các em, căn cứ vào những yếu tố nào để chúng ta lựa chọn chứng khoán đầu tư? Chúng ta nhớ lại cái đặc điểm của chứng khoán, đúng không ạ? Thì chứng khoán ở đây có mấy đặc tính ạ? Chứng khoán có 3 đặc tính. Đó là tính gì ạ? Tính sinh lời,
tính rủi ro và tính thanh khoản. Vậy thì khi chúng ta lựa chọn đầu tư một chứng khoán thì chúng ta căn cứ vào những yếu tố nào? Chúng ta cũng sẽ căn cứ vào ba yếu tố đó. Thứ nhất là chúng ta xem là gì ạ? Tỷ lệ thu nhập mong đợi của chứng khoán đó như thế nào. Thứ hai là cái rủi ro của chứng khoán chúng ta đầu tư. Và thứ ba là gì ạ? Khả năng thanh khoản, khả năng mua bán chứng khoán đó. Thì đây chính là ba yếu tố cơ bản khi tiến hành lựa chọn đầu tư một chứng khoán. Vậy đầu tiên, làm thế nào để xác định được cái tỷ lệ thu nhập mong đợi của một chứng khoán đầu tư? Ở đây, đối với chúng ta sẽ xem xét hai loại hình chứng khoán chính, đó là gì ạ? Trái phiếu và cổ phiếu. Đối với trái phiếu thì chúng ta sẽ xem xét tỷ lệ thu nhập đáo hạn và tỷ lệ thu nhập nắm giữ. Tỷ lệ thu nhập đáo hạn là gì ạ? Là nếu chúng ta giữ chứng khoán đó đến thời điểm đáo hạn thì chứng khoán đó sẽ đem lại tỷ suất lợi nhuận cho chúng ta là bao nhiêu, thì đấy người ta gọi là ITM. Còn nếu giả sử chứng khoán đó có kỳ hạn 5 năm nhưng chúng ta đến gì ạ? 3 năm chúng ta đã bán đi rồi và đem lại cho chúng ta một nguồn thu. Vậy thì với việc bán 3 năm đó thì cái tỷ suất thu được lợi nhuận là bao nhiêu thì người ta gọi là HPI. Việc ý nghĩa của ITM và HPI là gì ạ? ITM và HPI sẽ giúp chúng ta có thể so sánh được cái tỷ suất đầu tư vào chứng khoán đó với các hình thức đầu tư khác, từ đó chúng ta lựa chọn hình thức đầu tư hiệu quả nhất. Vậy làm thế nào để xác định được ITM? Để xác định ITM thì chúng ta nhớ lại cách tính gì ạ? Giá trị hiện tại, đúng không ạ? Thì chúng ta giá trị thị trường hiện tại của chứng khoán sẽ bằng các dòng tiền đi vào từng thời kỳ chia cho 1 cộng ITM mũ của thời kỳ đó, đúng không ạ? Và riêng cái kỳ cuối cùng ấy, nghĩa là thời điểm đó ạ, thì chúng ta sẽ phải cộng với cả gì ạ? Giá bán, hay còn gọi là mệnh giá đấy, chia cho 1 cộng ITM mũ N là tại cái thời kỳ đáo hạn. Thì cái đây chính là gì ạ? Cách xác định ITM. Tương tự như vậy, đối với HPI thì chúng ta cũng sẽ là gì ạ? Có giá trị thị trường hiện tại của chứng khoán đó sẽ được xác định là bằng dòng tiền dự tính trong từng thời kỳ chia cho 1 cộng HPI mũ của thời kỳ đó. Riêng với thời điểm cuối cùng là thời điểm bán ra thì chúng ta sẽ cộng với giá bán của chứng khoán tại thời điểm đó chia cho 1 cộng HPI mũ thời điểm đó. Ở đây nhìn vào công thức này thì chúng ta thấy là gì ạ? Việc tính toán ITM và HPI là có vẻ tương đối khó khăn, đúng không ạ? Thấy có vẻ phức tạp. Mà nếu bây giờ mà giả sử mà cái trái phiếu đó mà chúng ta có kỳ hạn 30 năm hoặc là đến năm thứ 27 chúng ta mới bán thì việc tính toán sẽ rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái công thức gọi là công thức gần đúng. Công thức gần đúng này sẽ giúp chúng ta tính toán nhanh hơn, tiện hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì với công thức này, ITM sẽ được xác định bằng C cộng N trừ P0 chia cho N nhỏ, tất cả chia cho N lớn cộng P0 chia 2. Trong đó, C chính là lãi coupon, N là mệnh giá, P0 là giá trái phiếu trên thị trường tại thời điểm hiện tại chúng ta xác định, tại thời điểm hiện tại chúng ta mua vào, N là thời gian còn lại đến ngày đáo hạn, đúng không ạ? Tương tự như vậy với HPI, chúng ta cũng sẽ có công thức C cộng PK trừ P0 chia cho K, tất cả chia cho PK cộng P0 chia 2. Trong đó C là lãi suất coupon, PK là giá bán tại thời điểm K, K là thời gian nắm giữ, P0 là giá trái phiếu tại thời điểm hiện tại trên thị trường, đúng không ạ? Thì đấy là hai công thức này giúp chúng ta tính toán ITM và HPI nhanh hơn. Có một phương pháp nữa mà chúng ta cũng có thể áp dụng để tính toán ITM và HPI, đấy là phương pháp nội suy. Phương pháp nội suy là gì ạ? Là chúng ta sẽ lấy một mức lãi suất chiết khấu bất kỳ để tính ra giá trị hiện tại của trái phiếu, mà trong đó là gì ạ? Chúng ta
Giả sử chúng ta lấy mức lãi suất chiết khấu đấy là R1. Tương tự với R1, tương ứng với R1 thì chúng ta sẽ tính ra được PV1. Và làm sao chúng ta lựa chọn R1 để PV1 sẽ lớn hơn giá trị P. Sau đó bước thứ hai, chúng ta lấy giá trị một giá trị của R2 lớn hơn R1 để đảm bảo sao cho là PV2 phải nhỏ hơn giá trị P. Từ việc xác định R1 và R2 đó, chúng ta sẽ có một công thức để tính ITM như trên slide. ITM sẽ bằng R1 cộng PV1 trừ P chia cho PV1 trừ P tất cả cộng với giá trị tuyệt đối của PV2 trừ P nhân R2 trừ R1. Và chúng ta sẽ cố xác định làm sao mà cái khoảng cách giữa R2 và R1 nhỏ hơn hoặc bằng 5% để cái độ sai số của khi mà tính toán ITM nó thấp nhất. Để hiểu rõ hơn về cách tính ITM cũng như là HPI thì chúng ta sẽ xem xét một ví dụ cụ thể. Ở đây, giả sử ngân hàng đang nắm giữ và mua 1.000 đô mệnh giá trái phiếu kho bạc Mỹ. Nha, chúng ta mua một trái phiếu với mệnh giá là 1.000 đô với tỷ lệ lãi suất coupon là 8%, kỳ hạn 5 năm và giá giao dịch hiện tại trên thị trường của loại trái phiếu này là 900 đô. Vậy thì hãy tính tỷ lệ thu nhập đáo hạn chứng khoán này bằng bao nhiêu. Sau đó là giả sử chứng khoán này sẽ bán vào cuối năm thứ 2 với giá là 950 đô thì khi đó tỷ lệ thu nhập nắm giữ là bao nhiêu, HPI là bao nhiêu. Vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức để tính ITM. Vậy nếu chúng ta tính áp dụng công thức là tính ITM với giá trị gần đúng thì lúc này chúng ta sẽ thay số liệu vào, chúng ta sẽ có ITM sẽ bằng 80 là lãi suất coupon, đúng không ạ? Cộng với 1.000 là mệnh giá, trừ đi 900 là giá mua bán tại thời điểm hiện tại, chia cho 5 năm tức là kỳ hạn 5 năm và tất cả chia cho 1.000 mệnh giá, đúng không ạ? Cộng với 900 là giá mua bán tại thời điểm hiện tại, chia 2, lúc này chúng ta sẽ xác định được ITM bằng 10,52%. Phương pháp thứ hai là phương pháp nội suy. Thì bước thứ nhất chúng ta xác định R1. Ở đây chúng ta biết là lãi suất coupon là 8% rồi thì chúng ta ước tính là R1 sẽ bằng khoảng độ 10% để làm sao giá trị là PV1 nhỏ hơn lớn hơn giá trị P0. Ở đây chúng ta có, nếu R1 bằng 10% thì PV1 sẽ bằng là gì ạ? 924,1. Lúc này PV1 trừ đi P thì chúng ta sẽ có là gì ạ? 24,18. Nếu sau đó chúng ta sẽ ước lượng, lựa chọn R2 lớn hơn R1 và chúng ta lựa chọn là R2 bằng 11%, thì lúc này chúng ta sẽ tính ra PV2 bằng 889,12 và PV1 trừ đi PV2 sẽ bằng là 35,06. Từ việc xác định R1, R2 thì chúng ta sẽ tính được ITM chính bằng là gì ạ? 0,1 cộng với 24.18 chia cho 35.06 nhân với 0,11 trừ đi 0,1 và chúng ta ra được là khoảng độ tầm 10,69%. Thì từ cái việc xác định ITM này, chúng ta sẽ xem xét rằng là khi chúng ta đầu tư vào chứng khoán này, tỷ suất lợi nhuận của chúng ta sẽ là khoảng độ 10,6%. Vậy chúng ta sẽ so sánh với các loại hình đầu tư khác. Nếu đầu tư vào loại hình đầu tư khác mà đem lại lợi nhuận cho chúng ta lớn hơn 10,6%, ví dụ như 12-13%, thì chúng ta có đầu tư vào chứng khoán này không ạ? Lúc đó chúng ta sẽ không đầu tư vào chứng khoán này mà chúng ta lựa chọn những hình thức đầu tư khác. Tuy nhiên nếu những cái hình thức đầu tư khác mà nhỏ hơn 10,6% thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hình thức đầu tư này, đúng không ạ? Đấy là đối với trái phiếu. Vậy đối với cổ phiếu thì chúng ta tính toán thu nhập như thế nào? Đối với cổ phiếu thì chúng ta sẽ tính cái tỷ lệ thu nhập R sẽ chính bằng D chia cho P0 cộng P trừ P0 chia cho P0.
Trong đó D là lợi tức, P0 là giá cổ phiếu mua vào, P là giá cổ phiếu bán ra. Ví dụ chúng ta sẽ có một cổ phiếu được mua vào thời điểm đầu năm là 50 đô. Trong năm thì cổ tức nhận được sẽ là 2 đô và đến cuối năm thì cổ tức bán ra là 54 đô. Vậy thì cái tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu này là bao nhiêu? Ở đây tỷ suất lợi nhuận chúng ta thu được sẽ là 12%, bao gồm là gì ạ? 4% đến từ lợi nhuận cổ tức. Tính 4% này như thế nào ạ? Chúng ta sẽ lấy 2 đô đó chia cho 50 đô thì chúng ta được 4%. Cộng với cả gì ạ? 8% từ chênh lệch giá. Bởi vì cuối năm chúng ta bán được 54 đô và đầu năm chúng ta mua có 50 đô thôi, là chênh lệch giá chúng ta được 4 đô, đúng không ạ? Chúng ta lấy 54 trừ đi 50 chia cho 50 là được 8%. Vậy thì tổng cái tỷ lệ lợi nhuận thu được từ việc đầu tư chứng khoán này sẽ là 12%. Đấy là khi mà chúng ta gì ạ? Biết hết thông số rồi, chúng ta biết hết giá mua và giá bán rồi. Tuy nhiên khi mà đầu tư vào một chứng khoán ấy thì liệu chúng ta có biết chắc chắn rằng là chúng ta sẽ vào cuối năm chúng ta bán được giá chứng khoán đấy là bao nhiêu không ạ? Chúng ta không biết được, đúng không ạ? Chúng ta có thể bán được 54 đô, chúng ta có thể bán được 58 đô, nhưng ngược lại chúng ta cũng có thể bán chỉ được với giá 45 đô thôi. Vậy thì làm thế nào để tính được lợi nhuận dự kiến của một chứng khoán? Lợi nhuận dự kiến của một chứng khoán, chúng ta sẽ có một công thức để xác định. Đấy chính là tính dựa trên kỳ vọng, đúng không ạ? E của một chứng khoán sẽ được xác định bằng tổng PI nhân RI. Trong đó PI là xác suất xảy ra biến cố đầu tư Y, và RI là tỷ lệ lợi nhuận chứng khoán tại biến cố đầu tư Y. N là số lượng biến cố đầu tư có thể quan sát. Tôi lấy ví dụ như thế này. Chứng khoán chúng ta mua 50 đô. Tuy nhiên, dự kiến rằng đến cuối năm, xác suất chúng ta bán được 54 đô ấy là 50%. Nhưng chúng ta cũng có thể bán được 58 đô là 20%. Nhưng cũng có thể chúng ta bán chỉ được 45 đô với xác suất là 30%. Vậy thì cái xác suất 30%, 20%, 50% đó chính là gì ạ? P. Còn chúng ta ở đây cũng sẽ có là gì ạ? Ba biến cố có thể xảy ra. Ba đấy chính là N. Và cái RI chính là tỷ suất lợi nhuận khi mà chúng ta bán được tại từng cái giá một, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một ví dụ cụ thể. Giả sử một cổ phiếu có giá là 25 đô tại thời điểm T0. Đến thời điểm T1 thì dự kiến chúng ta sẽ bán cái cổ phiếu này với mức giá như trong bảng sau. Tức chúng ta sẽ có 5 biến cố. Trường hợp A, với xác suất 10%, chúng ta sẽ bán được giá là 20. Đúng không ạ? Vậy thì với trường hợp này thì tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ lấy 20 trừ đi 25 chia cho 25 và lúc này chúng ta sẽ lỗ là âm 20%. Nếu với biến cố B, chúng ta sẽ bán được là 22.5 đô nhưng xác suất xảy ra ở đây chỉ là 20% thôi. Vậy thì cái tỷ suất lợi nhuận của chúng ta là RI là bao nhiêu ạ? Chúng ta lấy 22.5 trừ đi 25 chia cho 25 và lúc này chúng ta lỗ là 10%. Tại biến cố C thì chúng ta sẽ bán được giá 25 đô và xác suất xảy ra ở đây sẽ là 40%. Và với cái giá này, giá bán này thì lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận của chúng ta là như thế nào? Ở đây là chúng ta là gì ạ? Là hòa vốn. Tỷ suất lợi nhuận 0%. Với biến cố D là chúng ta sẽ bán được giá là 30 đô. Trong đó xác suất xảy ra là 20%. Thì tỷ suất lợi nhuận sẽ là như thế nào? Lấy 30 trừ đi 25 chia cho 25 và chúng ta được là gì ạ? 20%. Tỷ suất lợi nhuận là 20%. Với biến cố E, chúng ta sẽ bán được giá là 40 đô và xác suất xảy ra là 10%. Thì lúc này tỷ suất lợi nhuận sẽ là 40 trừ 25 chia cho 25 và tỷ suất lợi nhuận là 60%. Ở đây chúng ta đã có gì ạ? RI,
chúng ta đã có PI. Lúc này chúng ta chỉ cần là gì ạ? Thay lắp vào công sức và tính ra cái E, đúng không ạ? Lợi nhuận dự kiến, lợi nhuận là dự kiến xem là bao nhiêu. E ở đây chúng ta sẽ là gì ạ? Lấy RI nhân PI, đúng không ạ? 20% nhân 10% cộng âm 10% nhân 20% cộng 0 nhân 40% cộng 20% nhân 20% cộng 60% nhân 10%, và chúng ta sẽ ra được E của RI là 6%. Đấy chính là tỷ suất lợi nhuận dự kiến nếu đầu tư vào cổ phiếu này. Sau khi tính được E của RI rồi, chúng ta sẽ so sánh cái tỷ suất lợi nhuận này với những cái tỷ suất lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác, và lúc đó chúng ta sẽ đi quyết định đến lựa chọn hình thức đầu tư nào. Vừa rồi là chúng ta đã xem xét cách tính toán để tính được cái tỷ lệ thu nhập mong đợi khi mà chúng ta đầu tư vào một chứng khoán. Tuy nhiên, đứng trên phương diện của một nhà đầu tư thì chúng ta chỉ liệu chúng ta có chỉ căn cứ trên mỗi tỷ suất thu nhập, tỷ suất lợi nhuận không ạ? Hay cái thu nhập mong đợi không ạ? Mà ngay từ đầu chúng ta đã nói là gì ạ? Bên cạnh cái tỷ lệ thu nhập mong đợi, chúng ta phải căn cứ vào mức độ rủi ro. Vậy khi đầu tư vào chứng khoán, chúng ta sẽ gặp những rủi ro nào? Các yếu tố rủi ro, đúng không ạ? Trước hết là chúng ta có thể gặp phải gì ạ? Rủi ro hệ thống. Vậy rủi ro hệ thống là gì? Rủi ro hệ thống là phản ánh sự vận động cùng chiều của giá chứng khoán với toàn bộ danh mục chứng khoán trên thị trường. Như ở đây là gì ạ? Chứng khoán đồng loạt tăng hoặc chứng khoán đồng loạt giảm. Tôi lấy ví dụ như vừa rồi là gì ạ? Dịch virus corona nCoV, đúng không ạ? 19, COVID-19 thì sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, đúng không ạ? Làm đồng loạt tất cả các loại chứng khoán trên thị trường giảm giá. Vậy đấy chính là rủi ro hệ thống, đúng không ạ? Tác động đến tất cả các chứng khoán. Thế còn rủi ro phi hệ thống là gì ạ? Rủi ro phi hệ thống là chỉ liên quan tới một công ty hay một nhóm chứng khoán nào đó. Tôi lấy ví dụ như là có những cái biến động, có những thời kỳ mà gì ạ? Thị trường bất động sản giảm giá, đao xuống, thì lúc đó chỉ tác động tới gì ạ? Cổ phiếu của những cái công ty bất động sản thôi, mà không tác động đến những công ty khác. Hay là có những cái thời kỳ mà mất mùa, đúng không ạ? Và một loạt các doanh nghiệp là trồng rau nuôi tầm là bị mất mùa, dẫn tới là hiệu quả kinh doanh giảm sút, thì lúc đó là gì ạ? Chỉ tác động đến những cái doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp thôi. Hay là chỉ có những cái công ty mà tự dưng là chủ tịch hội đồng quản trị gặp những cái rủi ro phá sản, thì lúc đó là chỉ tác động đến cái công ty đó thôi. Thì đấy chính là rủi ro phi hệ thống, đúng không ạ? Và thực tế khi mà lựa chọn cái loại cổ phiếu đầu tư ấy, thì các nhà đầu tư thì quan tâm nhiều tới cái rủi ro phi hệ thống, bởi vì tác động trực tiếp đến cái loại hình chứng khoán, cái nhóm chứng khoán mà nhà đầu tư đầu tư. Một rủi ro nữa mà chúng ta xem xét, đấy chính là rủi ro lãi suất. Vậy rủi ro lãi suất là gì? Đấy chính là sự suy giảm giá trị thị trường của chứng khoán đầu tư khi lãi suất biến động. Vậy lãi suất biến động tăng hay giảm thì sẽ tác động đến chứng khoán đầu tư ạ? Chúng ta thấy là khi lãi suất tăng thì giá của các chứng khoán có xu hướng giảm, đúng không ạ? Bởi vì người ta sẽ lựa chọn đầu tư gửi tiết kiệm hay là một cái hình thức khác mà ít rủi ro hơn, đúng không ạ? Thì lúc đó giá chứng khoán sẽ có xu hướng giảm, thì lúc này thì các nhà đầu tư vào chứng khoán sẽ gặp rủi ro. Rủi ro tiếp theo là rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản là những rủi ro liên quan đến khả năng trao đổi hoặc bán lại trên thị trường chứng khoán. Tức là khả năng mua bán chứng khoán đầu tư sẽ gặp khó khăn hơn, cái khả năng giao dịch của nó sẽ khó khăn hơn. Đấy chính là rủi ro thanh khoản. Rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng hay còn gọi là rủi ro mất khả năng thanh toán của tổ chức phát hành, đúng không ạ? Đây là rủi ro mà tổ chức phát hành chứng khoán không có khả năng thanh toán một phần hoặc toàn bộ lãi và gốc chứng khoán. Ví dụ như tôi đầu tư vào công ty X mà công ty X phá sản, đúng không ạ? Không có khả năng chi trả cái trái phiếu tôi đầu tư nữa, thì đấy chính là rủi ro tín dụng. Thế còn rủi ro lạm phát là gì ạ?
hay còn gọi rủi ro sức mua. Nó xảy ra khi lạm phát tăng cao, làm sức mua của đồng tiền thu được trong tương lai từ việc đầu tư chứng khoán giảm. Đúng không? Bây giờ nếu mà giả sử lạm phát bây giờ là 10-20% thì cái việc đầu tư vào trái phiếu của tôi khi mà đến thời điểm tôi thu lại thì có giá trị đồng tiền của tôi sẽ là gì ạ? Là nhỏ hơn. Thì đấy chính là rủi ro sức mua hay rủi ro lạm phát. Rủi ro mua lại. Rủi ro mua lại hay còn gọi là rủi ro thu hồi. Nó xảy ra khi tổ chức phát hành chứng khoán được quyền mua lại toàn bộ lượng chứng khoán đã phát hành trước ngày mãn hạn. Tức là bản thân khi nhà phát hành ra loại chứng khoán đó thì họ có kèm theo một cái điều kiện là họ được quyền mua lại khi cần thiết. Thế thì tổ chức phát hành thường thực hiện quyền mua lại khi lãi suất trên thị trường tăng hay giảm. Và lúc đó điều gì bất lợi xảy ra đối với các nhà đầu tư? Ở đây khi lãi suất giảm thì nhà đầu tư sẽ làm sao ạ? Sẽ có xu hướng là thực hiện cái quyền thu hồi của mình. Bởi vì lãi suất giảm ấy thì tôi sẽ thu hồi lại để tôi gì ạ? Phát hành, có thể phát hành hoặc là lựa chọn cái kênh huy động khác với lãi suất thấp hơn. Thì lúc đó họ sẽ thực hiện quyền thu hồi và nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro. Bởi vì cái số tiền mà thu hồi mà nhà đầu tư thanh toán, số tiền mà công ty phát hành thanh toán, nhà đầu tư thu hồi về ấy, thì sẽ đem tái đầu tư với mức lãi suất giảm hơn. Thì lúc này lãi suất giảm thì nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro. Đúng không ạ? Tiếp đến là rủi ro trả trước. Rủi ro trả trước thường liên quan đến những chứng khoán được phát hành trên những khoản tín dụng có chất lượng cao. Nếu người đi vay trả nợ trước hạn thì lượng chứng khoán đã phát hành cũng buộc phải thanh lý và nhà đầu tư sẽ phải nhận một dòng tiền không như dự tính. Vậy thì trong trường hợp này, rủi ro xảy ra khi lãi suất tăng hay lãi suất giảm ạ? Tương tự với rủi ro thu hồi thì rủi ro xảy ra khi lãi suất giảm. Vì lãi suất giảm, nhà đầu tư sẽ thu được một dòng tiền về không như dự tính, sau đó lại phải đem gì ạ? Tái đầu tư với lãi suất thấp hơn, đúng không ạ? Trên đây chúng ta đã nghiên cứu các loại rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải. Vậy thì khi đầu tư vào một chứng khoán thì tôi kỳ vọng lợi nhuận như thế nào? Thì ở đây cái lợi nhuận mà nhà đầu tư kỳ vọng ấy phải bù đắp được tất cả những cái rủi ro, đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ được xác định là bằng R sẽ bằng Y cộng P cộng B cộng F cộng M cộng O. Cụ thể Y sẽ là mức lãi suất thực, tức là lãi suất hay là lãi suất không có rủi ro ấy. Và thông thường người ta thường lấy cái lãi suất là của trái phiếu chính phủ, tức là được coi như là lãi suất không có rủi ro. Thứ hai, P là mức bù rủi ro sức mua, đúng không ạ? Hay là rủi ro lạm phát do đồng tiền mức giá. Đấy là bù tối thiểu rồi. Tiếp đến là B là mức bù rủi ro kinh doanh, là rủi ro mà có thể xảy ra đối với doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư chứng khoán. F là mức bù rủi ro tài chính. M là mức bù rủi ro thị trường. Và O có thể là mức bù các rủi ro khác. Thì đầu tư vào chứng khoán thì phải là gì ạ? Lợi nhuận đem lại là phải bù được những cái phần rủi ro, cũng như là đạt được cái lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư. Buổi học hôm nay thì trên đây là toàn bộ cái nội dung buổi học của ngày hôm nay. Thì nhìn lại hôm nay thì chúng ta đã học được những cái kiến thức gì, đúng không ạ? Hôm nay là chúng ta đã nhắc lại được một số kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán. Chúng ta đã nghiên cứu tổng quan về chứng khoán cũng như là đầu tư chứng khoán. Trong tổng quan về chứng khoán, chúng ta đã nghiên cứu là gì ạ? Khái niệm chứng khoán này, đặc điểm chứng khoán này, các loại chứng khoán, trong đó có gì ạ? Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh, đúng không ạ? Chúng ta đã nghiên cứu về đầu tư chứng khoán, trong đó là gì ạ? Để lựa chọn đầu tư một chứng khoán thì chúng ta sẽ căn cứ trên những yếu tố nào ạ? Chúng ta sẽ có 3 căn cứ. Thứ nhất là tỷ lệ thu nhập mong đợi, thứ hai là mức độ rủi ro dự kiến, và thứ ba là khả năng thanh khoản của một chứng khoán. Thì cô hy vọng rằng cái buổi học hôm nay các em nắm được những cái lượng kiến thức cơ bản, và nếu có bất kỳ
câu hỏi hay thắc mắc gì thì các em có thể gửi email cho cô. Và sau đây thì cô có một số câu hỏi để các em ôn tập lại. Câu hỏi thứ nhất là rủi ro lãi suất ảnh hưởng đến danh mục đầu tư chứng khoán khi nào? Thế nào là những chứng khoán có khả năng thanh khoản cao? Thứ hai là nếu câu hỏi thứ ba là nếu doanh nghiệp phát hành không có khả năng trả nợ thì nhà đầu tư gặp rủi ro gì? Thứ tư là khi lạm phát tăng cao thì nhà đầu tư gặp rủi ro như thế nào? Thứ năm là nhà đầu tư căn cứ vào những yếu tố nào để lựa chọn chứng khoán đầu tư? Và câu hỏi thứ sáu là tìm hiểu các loại cổ phiếu và trái phiếu. Bên cạnh đó thì cô cũng có một bài tập giao cho các em là tìm hiểu trước môi trường kinh tế trong thời gian môi trường kinh doanh trong thời gian vừa qua. Đúng không ạ? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.